ra. Đây điều chỉnh dung tích này. Đây chuyển lên nước số này. 300ml này, 150ml bát tử ở đây này. Đây điều chỉnh kéo về. Đây, cho mình vặn cái này này. Lùi về thì cái dung tích nó sẽ giảm đi sâu này. Đấy. Chúng ta xem đồng hồ này. Nếu mà tắt đi này. Lúc này thì có nghĩa là máy nó không thể hoạt động này. Đó, máy bắt đầu chạy này. Đó, hơi tốt này. Hơi đầy này. Ok chưa? Tay van này. Hai cái núm này là để điều chỉnh là do để nước mạnh nước nhẹ này, độ chiết á, lúc chiết á. Còn bảng điều khiển nhiệt độ này thì đang để là 126 này, 116 này, 126 này, 126 127 này, trên dưới này, dài này. Chúng ta muốn đây điều khiển nhiệt độ nhá. Đây là nhấn nút nút đỏ này. Đèn này nhấp nháy này, ta điều chỉnh này. Lên này. 129 độ này, 130 độ này. Nếu mà cắt phần ngang đó là cái phần này này thì nó tượng trưng cho phần này này. Còn cái phần ở dưới này nó tượng trưng cho cắt ở dưới này. Còn cái phần độ dài đây là tính độ dài, cái độ dài của cái túi, độ dài cái túi. Tăng cao thì độ túi nó dài hơn, còn tăng thấp thì túi nó thấp nhá. Đấy, độ này. Đấy. Rồi. Đấy. Ok. Sau đó là start này. Start là khởi động và chạy nguồn này. Ta chú ý căn cái vòng bi này sao cho nó chuẩn cái đường mép này, hai cái mép túi nó chuẩn với nhau này. Đấy nhá. Cái van này là cái bánh khóa này, khóa túi này. Đấy. Ta nổ này thì cái bánh này nó mở ra này, nó nới ra này, nó sát ta có thể kéo túi được này, ta kéo túi xuống này. Nhá. Kéo túi sao cho nó vừa cái ấy nhá. Sau đó là kéo cân rồi đúng không? Cân túi rồi đúng không? Kéo túi cho nó vừa nó đẹp nhá. Rộng rồi nhá, kéo cho nó rộng ra. Sau đó ta bóp vào này, khóa túi này này, đó thì túi nó sát vào nhá. Bánh này thì ta nhấn nốt đây này. Nốt đây này, nốt chạy túi này. Nè. Đấy ta cho nó chạy này, xem nó có độ đều không? Cái độ bám nó độ thành nó có đều không? Nó bám thành đều rồi thì thôi. Ok. Còn cái trường hợp mà nó mà ở đây nó hàn, nó mà nó không dính á, nó bị đứt á, nó bị chảy nước á, thì ta đẩy vào, ta tháo con ốc ra này á, ta xiết con ốc, ba con ốc này nè, bên thanh này cho nó vừa một cái tầm của cái khuôn hàn này nhá. Đấy. Sau đó là ta bắt đầu start ta chạy này. Đấy. Đấy. Ta phải chỉnh dần dần nhá. Tắt đây, tắt nguồn này, tắt này. Quên đi, tắt nguồn này. Tắt đây, tắt nguồn cả hệ thống này. Đây là bật hệ thống này. Ok chưa? Nguồn ở hệ thống này. Để stop là dừng lại nha. Đang chạy ta muốn dừng lại, ta dừng lại nhá. Đấy. Đấy. Đây là nốt nhấn là nốt tính toán này, tôi quay lại từ đầu này. Tính lại từ đầu này. Ok chưa? Đấy. Cái về cái phần đây, bây giờ túi này này. Về cái phần đây nước, ví dụ như ta muốn nước này, ta kiểm tra độ nước như thế nào thì ta nhấn nút này này. Đó, nó sẽ ra nước này. Đấy, ta nhấn một cái thôi thì nó sẽ ra nước. Đấy. Và đây là nó cắt này. Đó, nó cắt đi này. Nó cắt đi. Cắt nhưng mà nó cắt đi. Đấy. Để ta nhấn nút, ta cho giả xem nước nó xem như thế nào này. Đấy. Đấy, nó xem cái độ nước. Đây, nút này là nút kiểm tra độ nước xem nó như thế nào ha. Đấy, sau đó là ta khởi động, bắt đầu ta khởi động ha. Ta giữ cái nút này này, giữ nút này này. Opang này, giữ im này, giữ im nút này thì bánh nó sẽ lăn này. Căn nó vừa tâm nhá. Nó vừa chuẩn, nó chuẩn với cái độ hàn, nó túi hàn nhá. Đấy, căn nó cho nó vừa chuẩn nhá. Đấy.
cắt nó chuẩn thì nó cắt thì nó sẽ đúng hơn nhá. Đấy, quan trọng nhất là cái đường lúc ta kéo cái đường túi này này và cái phần này này. Đấy, nó kiểm tra cho nó chuẩn cái phần này này, túi nó bị lệch này thì cái đường kia nó sẽ bị lệch. Đấy, nó căn cái đường túi nó căng ra một chút nhá. Đấy, căng ra một chút ha. Đấy, túi ta căng ra một chút, nó sát vào. Rồi, đã nhấn start. Đấy. Đấy. Ví dụ như là ta đây, ví dụ như là ta muốn dài này thì ta muốn cái túi nó ngắn đi này, túi hơi dài đúng không? Nếu là túi hơi dài này, ta muốn ngắn đi này thì ta nhấn vào công năng này, đúng không? Nhấn thêm một nữa này, nhấn 3 lần này, đó là theo cái nút nháy ở cái phần đây này. À, giảm xuống này, giảm xuống 100. Giảm xuống 100. Và cái lượng lượng 100 là tốt sẽ ngắn đi thì ta phải giảm cái ở bên đường sau đây. Thì ta sẽ giảm cái đường sau đây. Giảm đi một tí ha, cho nó ít đi một nước một tí. Đây là điều chỉnh độ nước nhá. Đấy, nước. Đấy. Đấy, thì bắt đầu thì ta nhấn, ví dụ ta nhấn start này. Túi nó sẽ ngắn đi nhá. Thì túi nó sẽ ngắn đi một chút ha. Túi ngắn đi. Đấy. Khi mà túi mà nó bị hở nước á, thì khi mà nó bị hở nước thì ta cứ chú ý cái đường hàn và cái đường hàn này nhá. Hai cái đường mép này nó, nếu mà nó ngắn quá thì ta phải cho ba cái tay cầm này nó sâu vào một chút nhá. À, cái này chắc là phải chỉnh kỹ một chút nhá. Này, ta nới vào một chút này thì để cái này sẽ đẩy vào nhá, thì lúc có cắt thì nó sẽ ấy hơn nhá. Đấy. Thì ta mở khóa này. Mở khóa ra này. Đó, mở khóa ra này. Đấy. Thì ta cho cái túi nó ấy một tí. À. Ta lại nới cái ốc này vào một tí là được nhá. Đấy, nói chung là như là như vậy. Còn đây là nguyên liệu đảo này, đảo nước này. Đấy. Quan trọng là cái phần túi là phải chỉnh từ cái bộ khuôn này này và phụ cắt này cho nó đều, là lúc là nó ép nó cắt vào thì nó là phải đều, nó hai cái mép túi này nó phải vuông góc, nó đều góc này. Đấy. Rồi thì rất là được nhá. Đấy, còn nó này nó cắt này, nhấn nút này này, rồi cắt này, đó, đấy, chức năng này, cắt túi này, cắt không này, có chức năng là đẩy con lăn đen này, cái bánh xe đen này, muốn bánh xe đen đẩy được thì là phải khóa cái bánh xe đen này cho hai bánh nó sát nhau thì mới nhấn được cái này nhá, còn không nhấn thì không nhấn được nhá, mở ra là không nhấn được, đấy, còn nhấn cái này thì nó cái đồng hồ chỉ báo nó sẽ quay lại từ đầu, nó tính cái cắt được bao nhiêu ngày túi, bao nhiêu túi đấy, 1 giờ bao nhiêu túi là cái này, để dừng lại này. Bắt đầu khởi động này, tăng đây là giảm này, trừ là giảm này, cộng là tăng này. Công năng là chỉnh, đồ chỉnh là có 3 cái này, 1, 2, 3 này. Đấy là cắt phía trên này, cắt ở phía dưới này, xa. Còn cái đây là độ dài của túi nhá. Đấy, đây là khuôn này, vô này, đúng không? Đấy, còn đây vai đỡ này. Motor của này là riêng này, đúng không? Đây là công tắc này. Bên trong có một công tắc nguồn này, nhớ là công tắc nguồn này phải bật nhá thì máy nó mới chạy nhá. Và cái hai là cái đồng hồ này nó phải lên cao nhá. Đấy. Phóng này thì mình chỉnh ra căn chặn chỉnh cho nó đúng tầm nhá. Đây là cái căn cho nó đi ngang ha. Có kéo, có chéo chút. Đấy. Ta chỉnh cái này đây này, tăng dụ muốn nhiều này, muốn nhiều thì đẩy lên này. Đó, đẩy lên cao. Đây 300 này, ta chia đôi là 150g thì ta để lên đây. Đấy, do dung tích ha. Đấy. Thì sau đó thì chỉnh xong rồi thì ta nhấn start. Đấy. Đó. Cái này là do mình chưa chỉnh túi nhá. Lại nếu mà trong trường hợp là gì đúng không? Thì ta lại nhấn xuống.
ta khóa nhá, ta khóa bánh này nhá, nhớ nhớ là khóa bánh nhá, nhớ là khóa bánh mới làm được nhá, bánh nó không chạy là phải khóa lại nhá, thì nó mới đẩy xuống được nè, đó đó, bánh này nói chưa, nó chạy nè, phải nhớ là khóa cái bánh này nhá. Và ta chú ý cái nhiệt độ nhá, nhiệt độ xem nó mà cắt mà không đứt là coi nhiệt độ nhá. Đấy. Ok chưa? Đấy, ok chưa? Đây là nó rồi chúng ta cũng chỉnh lại nhá. Đấy, khi mà chỉnh chuẩn thì nó cắt nó sẽ như thế này đây. Chỉnh một lần rồi cứ thế mà đổ nước vô mà bật thôi nhá. Cái bánh này nè, quạt bánh này nè, và cái đường hàn cắt nè, vô nè, cho sâu một tí, sâu tí là ba, không nhờ thì muốn sâu thì chỉnh là ba cái khuôn này, có cắt này để ép sát vào, đó, và túi, túi vào vô khuôn, đó. Đây là chảo, dạ, trong nhà.